Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixel Mode siêu cấp. Và ở tập trước, mình đã có thêm một thành viên mới, cũng là huyền thoại các bạn ạ. Đó chính là Kyurem Baby nha. Trời ơi, đây là Pokemon kiểu như huyền thoại bé nhỏ nhất hiện tại của mình các bạn ạ. À, bên cạnh đó thì mình cũng có thêm Machadow kết hợp với Mel Metal, cực kỳ ha, đồ con á. Dự là sắp tới, những Pokemon này cũng sẽ giúp mình gánh tem khá nhiều đây. Rồi, và ở tập trước thì mình có qua địa ngục á, và phát hiện ra cũng có kha khá Pokemon mới. Vậy liệu rằng, ở bên thế giới Ultra Beast, thì những quái thú Ultra Beast có kiểu như trở thành cái dạng siêu cấp hay không? Ê, rất là đáng để chúng ta thử nha các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có cách nào để qua Ultra Beast hết. Hôm bữa có cái hố Ultra nhưng mà lúc đó mình lại chưa muốn qua bển. Bây giờ thì lại đi tìm. Trớ trêu thiệt chứ. À, nhưng mà trước khi đi thì chắc là mình phải chế tạo thêm bóng chứa các bạn ơi. Thế nhưng để coi coi chưa. Mình coi thử trong nhà mình còn bao nhiêu cái đế cái đã. Tại mình thấy mình hết sắt rồi. Nè, à, mình còn có 3 sắt à các bạn. Mình nghèo cực kỳ luôn á. Lấy thêm một số lượng nút nhất định ra nữa. Ok. Sau đó thì đi ra ngoài và chúng ta sẽ chế tạo ra thêm những cái Ultra Ball á. Ultra Ball hiện tại mình còn có 4 quả rồi các bạn à. À, sớm giờ mình nấu nó cũng chắc xong hết rồi đó. Để mình coi thử coi. Đây. Đó. Quá trời đất luôn á. Rồi. Làm nào. Mình sẽ làm Ultra Ball tầm 1 stack nè. Deep Ball thêm một ít đi. Dust Ball cũng vậy ha. Ok. Phần còn lại mình sẽ dồn vô Ultra Ball cũng như là Deep Ball tiếp tục. Ui. Tính ra mình làm Deep Ball hơi nhiều ta. 2 stack luôn rồi các bạn à. Thôi không sao. Nhiều bóng thì càng tốt. Ủa. Trời. Ủa sao nó bị vướng ngay đây vậy? Ok. Hèn gì thấy mất hết cái rương à. Tiếp tục chia những cái nắp ra cho nó đập nhanh hơn ha. Gạt một cái. Xong. Bây giờ thì mình sẽ đi cày thêm sắt để sắp tới chúng ta còn có sắt mà chế tạo ra những cái đế bóng chứa ha các bạn. Hang động thì để coi coi. Hôm bữa mình đào cái hang bên kia rồi. Nay thì mình muốn đổi hướng quá. Hình như gần cái chỗ ở mình cũng có cái hang thì phải. À, đây nè, đây nè. Nó đây luôn. Hợp lý. Dưới hang cũng có boss nè các bạn ơi. Đây lại là Graveler. À, hình dạng tiến hóa của mấy thanh niên Geldut đó các bạn. Ây, được rồi chứ. Đói này ok để chúng ta test thử đội hình của mình các bạn ơi. Hôm qua là mấy Pokemon mới về đội không có dịp ra trận nhiều. Ok, Sharpedo chẳng hạn nè. Trong thời gian giữa hai tập mình cũng đã luyện cấp cho thanh niên này rồi. Với cả là Torterra Fusion cũng vậy ha. Đầu tiên chắc sẽ là Torterra Fusion trước các bạn ơi. Wow, Graveler nhìn có vẻ cũng càng lắm. Nhưng mà sao Torterra đang động đất một cái. Lượng sát thương gây ra thì cũng tương đối đó các bạn. Ôi, 50% máu của Graveler boss rồi kìa. Ây, nhưng mà có vẻ là Graveler sắp knock out Torterra rồi. Ui, không không, vẫn kịp. Một đòn động đất nữa. Được hay không? Ui, trời, còn 2,8% máu à. À, xíu nữa là gánh tem được rồi. Thôi, nếu vậy thì để cho Sharpedo ra trận ha. Có cần Mega không ta? Thôi để chắc cố thì mình sẽ tiến hóa Mega cho Sharpedo các bạn à. Chứ còn có 2% máu thôi mà bị knock out ngược lại thì nhục lắm các bạn ơi. Ui, thiệt kìa. À, cay thế nhờ. Mình sẽ cho Machadow Fusion của mình ra. Hên quá, Machadow đã knock out được rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ được một cái Stone Blade ha. Ok. Ồ, ở đây còn có cái rương. Nhưng mà khoan, cái rương ở dưới hang nó rất là nguy hiểm các bạn. Ủa. Ồ, đây là cái rương loot được luôn hả? Ồ. Sách sửa chữa. Ui. Áo vậy. Ngon luôn các bạn ơi. Vô tình loot được sách sửa chữa luôn. Hợp lý nha. Ở đây cái rương nữa. Ồ, rương này thì có một cái 500 nè. Tăng sức mạnh cho Pokemon hệ điện đúng không? À, Pokemon hệ điện hình như mình có Pikachu thì phải. Được thôi, cho Pikachu cục 500 nè. Sách thì có sách sức mạnh, sắc bén đâu nè. Không cần lắm các bạn ơi. Hiệu suất nữa. Thôi, có được mấy miếng Blade đem về cũng ok rồi. Cũng như là một cái ba lô nè. Rồi, Dark Trio đang khiêu chiến mình các bạn. Ồ, mấy nhóc này khá ta. Nếu mà đã muốn chiến đấu như vậy rồi thì mình sẽ cho Rimstar ra để tiếp chiêu mấy cái nhóc này ha. Ok.
Ở đây còn xác nữa nè. Tiếp tục công việc đào xác của mình thôi. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Trở về nhà thì nãy giờ chắc mấy cái nắp nó cũng đập xong hết rồi đó các bạn à. Nhưng mà số lượng đế của mình thì đang không đủ ha. Nên là mình phải tranh thủ vô trong để chúng ta đi nung sắt ra thôi. Đây, mình sẽ nung đâu đó cỡ 3 stack ha. À, buổi tối cũng là lúc mà mấy cái hố ultra nó hay xuất hiện á các bạn à. Mình cũng sẽ nghĩa thử coi coi có cái hố nào gần đây không á. Nhưng mà hình như là không rồi các bạn ơi. Sao số mình sao các bạn à. Lúc tìm thì không có thấy đâu, mà tới lúc không tìm thì xuất hiện tràn lan luôn á. Rồi hiện tại thì mình có dư khá là nhiều những cái nắp nè. Đó, mình sẽ tranh thủ mình chế được bao nhiêu thì mình chế ha. Dust Bone là một ít, Ultra Bone cũng vậy luôn. Xong phim, giờ thì có nhiều dùng nhiều ha. Đi lên núi các bạn ơi. Bởi vì Move Relener hiện tại mình vẫn chưa có tìm được á. Hay à, ừ, với cả là huyền thoại Rayquaza nữa. Đúng rồi, từ cái lần gần nhất mình gặp Rayquaza Necro á là cũng gần đây nè. Nhưng mà lúc đó thì mình đâu có gì trong tay đâu để bắt huyền thoại. Bây giờ mình đã có một chút trong tay rồi, nên là mình muốn tìm Rayquaza huyền thoại lại. Nhưng mà có vẻ là hơi hiếm á. Hôm bữa mình gặp chỉ là boss thôi à. Tiếc thiệt sự luôn á. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ không có từ bỏ đâu. Ui, ôi nhưng mà khoan, hình như đây là boss rồi. Màu xanh lẹ hả các bạn ha? Đúng không? Ui chắc chắn luôn, boss chắc luôn các bạn. Nhưng mà ủa đây là Rayquaza. Ủa gì? Charizard. Hình dạng lạ vậy. Why? Charizard nhìn chất thiệt sự các bạn ha. Wow. Được 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 được, mình sẽ test sức mạnh của Kyurem Baby luôn á các bạn. Ấy, đây không phải Charizard, đây là Aron, nhưng mà phiên bản Fusion các bạn. À, vậy là Aron kết hợp với Charizard sẽ ra được cái hình dạng này á. Uầy, nhìn ngầu vậy. Và để xem coi với Kyurem Baby thì, ôi dạ, trời ơi, bị Aron tấn công một cái các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Kyurem Baby nhỏ nhưng mà có vỏ các bạn ạ. Tấn công thốn chứ kìa. Được lắm. Tiếp tục nào. Thêm một đòn Hydro Pump. Úi, không thành công. À, tiếc vậy. Rồi luôn rồi. Liệu rằng ý, sao giống như không thành công vậy ta. Vậy thì mình sẽ thử đưa Pokemon Torterra Fusion của mình ra. Hai Pokemon Fusion đánh nhau luôn các bạn ơi. Động đất một cái nè. Ui, bị đánh rồi. Nhưng mà động đất được hay không? Yes, động đất dẫn nó bao được Aron Fusion á. À, chỉ tiếc đó không phải là Aron mà mình có thể thu phục được. Ý, mình còn quên gắn cái XP share nữa. Mình gắn vô cho Venusaur. Tại mình cũng đang tìm cái đá Mega cho Venusaur các bạn ơi. Hơi thọt. Tội nghiệp em á. Rồi, mình sẽ cởi Kyurem Baby luôn đi, cho tiện. Mình vẫn đang trên đường tìm cái hố Ultra nè, cũng như là Rayquaza ha. Ủa, hồi nãy như mình nói là mình còn tìm Muri Learner đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ tìm ba thứ đó ha. Gặp một trong ba thứ cũng được nữa. Nhưng mà nãy giờ không gặp cái nào hết các bạn ơi. Số mình nhỏ quá à. Thiệt tình luôn á. Thử vô cánh rừng coi. Vô trong rừng trong rú đồ. Biết đâu bất ngờ. Để ý dưới nha. Tại vì trong rừng mà không để ý kể là khó mà phát hiện Pokemon lắm. Ê, nhưng mà khoan, những cánh rừng này có hai cái tòa tháp của những Pokemon hệ ma luôn nè. Wow, được đấy chứ. Đáp xuống một cái, mở cái Master Chest này, mình sẽ được một cái hạt giống như nè, tăng sức mạnh cho Pokemon hệ cỏ. Wow, vậy là sắp tới mình có chỗ để chúng ta cày level đó các bạn. Tại vì chỗ này là chỗ giống như là spawn rất là nhiều Pokemon hệ ma luôn á, spawn liên tục luôn. Nên là mình qua đây cày là cũng khá là hợp lý ha. Ôi dạ, trên này hình như còn cái Master Chest nữa. Lút thử coi. Ồ, một cái quả berry. Thôi đói bụng ăn luôn đi. Còn cái đen này thì sao? Bên trong là Pokemon gì đây? Hình như đây là Bulbasaur các bạn ơi. Thôi được. Cho Venusaur đánh nhau với Bulbasaur ha. Dạng chưa tiến hóa của em á. Coi coi phải không? Chuẩn luôn rồi, chuẩn luôn rồi. Nhưng mà không sao, đừng có chùng bước nha. Double ẹt đâu nè. Ui dạ,
Trời, Bulbasaur tấn công khó dẻo chưa cơ. Ui. Nhưng mà Venusaur phản đòn một phát, nhóc này chịu không nổi luôn các bạn ơi. Tại mình đã có rồi á, nên mình sẽ không có bắt thêm nhóc đó ha. Ui. Có Zacian xuất hiện ở trong cánh rừng này. Đâu? Zacian đâu? Không thấy, ở đây không thấy các bạn ơi. Ủa, cánh rừng nào ta? Cánh rừng bên này hay bên kia? Bật hitbox lên coi. Zacian ở đâu nhờ? Mình thấy ở đây có cái hitbox của Pokemon nào nè. Không có. Ồ, của cái nhóc sau kia. Ui no. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại sự xuất hiện của Zacian á. Ủa đây nè. Wow. Mình đã gặp lại được Zacian kết hợp với Sonic hôm bữa rồi các bạn ơi. Ui. Cũng được, cũng được. Mình dạng này to vậy. Wow. Ê, mình có Iron Vol. Bữa giờ ít khi ra trận lắm các bạn ơi. Thôi được, kèo này cho Iron Vol của mình ra phun độc Zacian Fusion nha. Nice. Ủa, cái gì vậy? Ui. Ủa, nhưng mà sao khi mình kêu chiến thì Zacian lại biến hình một cái nữa rồi các bạn ơi. Ủa, kỳ á. Rồi luôn rồi. Ồ, khi mà hủy khiêu chiến thì lại trở về hình dạng bình thường. Ok. Hồi nãy mình thử cho Iron Vol nhưng mà hai đòn không có gây đam lên được Zacian á, nên là mình đổi sang Machadow Fusion cũng được ha. Tấn công một cái. Trời. Ê, tí nữa bất cẩn làm Zacian knock out luôn rồi. Hên quá các bạn ơi. Không thôi lại hối hận rồi. Với Zacian, mình nghĩ chúng ta nên tung Fastball ha. Để coi. Fastball có đủ không? Ôi, suýt nữa thì được các bạn ơi. Zacian phản đòn rồi kìa. Không sao, mình có 42 quả Fastball nữa, nên là cứ xài trước Fastball đi. Tí nữa nhắm không ổn thì chúng ta đổi sang bóng chứa khác ha. Nói chung thì với Pokemon huyền thoại mình phải thật sự là kiên trì các bạn ạ. Nếu mà nhân phẩm đủ tốt thì... Được luôn nè. Wow. Bữa nay nhân phẩm mình cao các bạn ơi. Mình chỉ mất vài lượt tung Fastball thôi, Zacian đã về đội của mình rồi. Yay. Không ngờ ngày này cuối cùng cũng tới. Wow. Đã thì chứ. Tạm thời Iron Vol mình sẽ đưa vô trong ha. Rồi, đưa Zacian Fusion ra ha các bạn. Trời ơi kìa. Hiện tại trên người Zacian cũng có cái Rusticeaur luôn ha. Nói chung là bây giờ mình có thể cho Zacian tùy biến cái hình dạng được luôn á. Ủa, Zacian của mình sẽ mang hệ tiên với hệ lá nha. Why? Bình thường sẽ là hệ tiên thôi. Mang cái kiếm vào thì sẽ có hệ thép, nhưng ở cái dạng kết hợp với Sonic thì lại mang thêm hệ lá. Nói chung thì khá là đa dạng hệ á. Đã. Ôi, nhóc này cà khịa mình nữa cơ. Trời ơi, nhóc này liều vậy. Thôi kệ, em thích đánh thì mình chịu ha. Ok, cánh rừng này quá là tuyệt vời các bạn ơi. Đi thêm chút nữa coi, biết đâu mình gặp được cả ôi, nói tắt nghe mình quên ta. Zacian dư Pokemon gì ta. Nói tắt nghe mình quên mất tiêu rồi. Bộ đôi các bạn ơi. Ghét đầu óc của Lộc nó làm sao đâu á. Ok, giờ thì ui trời, còn sáng á, tranh thủ mới được. Và Zacian Fusion có bay được không? Ui, bay được các bạn ơi. Ui, nhưng mà mình không có thấy đường thấy sai hết trơn á. Mình đang ở trong bụng của Zacian kìa, thấy cái mặt của Zacian luôn kìa. Yêu. Thôi, chắc tốt nhất là nên để ẻm vô trong đi. Mình gửi Kyurem Baby vẫn là tiện nhất các bạn. Kích thước nhỏ, luồn lách cũng dễ hơn nữa. Ý, ở dưới này có một ngôi nhà. Ôi, nhưng mà cái rương bị khóa rồi. Nhưng các bạn yên tâm, Lộc thợ khóa ở đây thì cái này không hề hấn gì đâu. Mở ra. Ôi, gãy chìa khóa rồi. Oh no. Ok, rồi luôn. Anh Lộc thợ khóa thất bại rồi. Trời ơi, anh thợ khóa xui xẻo. Mở hai cái gãy hai cái luôn à. Mèn đét ơi, bó tay với mình thiệt luôn á. Vậy là coi như chuyến đi này không có gặp được Rayquaza, không gặp được hố Ultra Beast, rồi cũng không gặp được Murrelearner luôn.
Nhưng mà mình lại gặp được huyền thoại Jason, nhưng mà là dạng kết hợp với Sonic ha. Nói chung thì kết quả này cũng tạm ổn các bạn à. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà để chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch B ha. Tại vì không có trực tiếp qua hố Ultra Beast được thì mình sẽ dùng cách gián tiếp. Đó chính là chúng ta sẽ tìm một Pokemon giúp mình có thể tạo ra được cái hố Ultra ha các bạn. Ôi bây giờ trời tối ha ta. Chắc phải đợi tới ngày mai á. Bị hút rồi các bạn à. Rồi về tới nhà thì chắc mình sẽ tranh thủ lấy thêm sắt ra. Rồi chúng ta làm thêm mấy cái bóng chứa ha. Tại mình còn mớ nắp Dust Ball với lại Ultra Ball chưa có kịp chế tạo nè. Ok, lấy sắt ra. Sau đó ghép thành cái đế. Tiếp theo là chạy qua khu vực này và cho vô cái hệ thống đập thôi. Cái đế thì cũng như cái nắp ha, nó cũng có thể đập giúp mình được các bạn à. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, những cái đế thì cũng đã được đập xong rồi. Bây giờ thì ghép lại thành bóng chứa thôi. Ok, vậy là Lộc đã bóng xong rồi. Ủa, Lộc chế bóng xong rồi các bạn à. Lại là cái nhóc này. Được, được, được. Săn luôn các bạn ơi. Có thêm slam để chúng ta nâng cấp chỗ đập bóng. Ơ nhưng mà khoan. Ôi, vậy thì mình phải cân nhắc cái việc có nên gắn cái Rusty Sword vô người Jason hay không các bạn à. Bởi vì khi gắn cái này vào thì lúc chiến đấu Jason sẽ không có giữ được cái hình dạng Fusion này á. Thôi thôi, mình thấy hình dạng Fusion này trông cũng khá là nổi bật đó các bạn. Nên là mình sẽ thử giữ cái hình dạng này ha. Sau này ví dụ mình muốn biến hình lại thì chúng ta chỉ cần gắn cái thanh kiếm reset kia vô là được. Còn phần mình, bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ đi ngủ cái ha. Sáng dậy thì chúng ta sẽ tập luyện thể dục thể thao với cái thanh niên trainer ngoài kia. Bữa giờ mình thấy thanh niên đó lén phén lại gần cái chỗ của mình hơi bị nhiều các bạn à. Hắn liều. Ở đó đây, mình tới liền. Ok. Rồi, khiêu chiến luôn ha. Cho Jason của mình ra trận. Ok, đây nè. Bây giờ sẽ là hình dạng Jason Sonic các bạn ơi. Để coi coi. Thanh niên này có Pokemon màu hồng dễ thương vậy. Có chút xíu thôi các bạn à. Rồi, tấn công nào. Ủa? Trời ơi, đi tắm biển dắt theo có một bé Pokemon à. Thanh niên nó lầy thiệt chứ. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ đi qua cái cánh rừng này các bạn. Cánh rừng kế bên nhà mình luôn nè. Ôi, lộn. Mình phải cưỡi Kyurem chứ. Ok, bởi vì mình đang muốn tìm kiếm một Pokemon cực kỳ hiếm luôn, nhưng mà thường sẽ xuất hiện gần mấy cái vùng rừng gỗ Vân Sam này nè các bạn à. Ủa lộn, gỗ sòi sẫm đây nè. Và chỗ đó thì ủa đâu. Chính xác hơn thì Pokemon đó sẽ xuất hiện ở cái khu vực đồng hoa hướng dương các bạn à. Đúng rồi á. Bữa giờ thì hình như mình chưa có đi ngang cánh đồng hoa hướng dương nào thì phải. Ok, lướt cái này coi. Ủa mình được cái gì đây? Grip's Claw. Ây à, căng rồi các bạn ơi. Ý, đằng kia lại là một chỗ để mình có thể luyện cấp cho Pokemon đó kìa. Và tính ra cái chỗ của mình nó gần nhiều cái khu vực luyện cấp cho Pokemon dễ lắm á nha. Hợp lý các bạn ơi. Đằng kia là cái ngôi làng mình hay tới để nhận nhiệm vụ. Thôi, chắc là chúng ta sẽ có một chuyến đi dài ngày để đi tìm cái cánh đồng hoa hướng dương ha. Thiệt luôn, giết đầu óc mình sao các bạn. Trong người còn cả đống mấy cái Deep Ball kìa. Mà không có chế tạo cái đế. Trời đất ơi. Ẩu rồi đó, mình hơi ẩu rồi đó các bạn à. Hèn gì thấy cấn chỗ nào. Không sao, hơn là mình phát hiện kịp ha. Kệ, à chế tạo dư còn hơn là tới lúc mà cần Deep Ball á thì lại không có cái nào bắt lúc đó. Còn cay cú hơn nhiều các bạn à. Rồi, cho nó tiếp tục đập và mình sẽ ngồi đây đợi tiếp ha. Ê, hình như mình tới rồi. Yay. Tính ra chỉ mất hơn một ngày thôi các bạn à. Nó cũng gần cái nơi ở mình nha. Được. Wow. Ở đây còn có khu mỏ nữa nè. Biết đâu bất ngờ. Dưới này nó giấu Master Ball. Không, nó giấu táo vàng thôi các bạn. Ok, cũng được đi. Có táo vàng free. Ruby nè. Rồi mấy cái quặng Crystal. Và tiếp tục là táo vàng. Ok. Nhưng mà không sao. Thứ mình cần tìm cũng đã ở trước mặt rồi các bạn. Đây là cái vùng hoa hướng dương. Và mình có thể đợi cho tới trời sáng á. Ừ, khoảng bình minh hoặc là hoàng hôn các bạn. Đó là hai thời điểm vàng để cho Pokemon mình cần tìm xuất hiện các bạn ơi. Và lỡ tới đây vào buổi tối rồi thì mình cũng sẽ thử dạo quanh coi địa hình chỗ này có Pokemon nào hay xuất hiện không á. Ủa, sao chỗ này quen ta? Ê, hình như lúc đầu mình có đi ngang rồi thì phải. Tại mình nhớ khu đầm lầy này nè.
Ê, tính ra lúc đầu mình đi ngang mà mình không nhớ luôn á các bạn à. Huh? What? Đây là Bonita. Nhưng mà ủa, cái dạng gì dễ thương vậy? Why? Được được được, mình sẽ bắt cái nhóc này mới được các bạn ơi. Bonita màu màu hồng hồng xanh xanh. Không biết hình dạng của em là form gì đây. Được luôn không? Ôi được luôn nè. Yeah, một quả level bon duy nhất. Hả? Còn có Charizard ở đây nữa. What the hell, khu này loạn rồi. Ui, Charizard cấp 70 luôn hả? Kèo căng đấy. Thôi được, cho giá sẽ ảnh vô luôn các bạn ơi. Solo với Charizard ha. Mình sẽ tấn công nhẹ một cái coi. Ồ, có vẻ ổn, có vẻ ổn. Mặc dù ngang cấp nhưng mà xa xa tấn công khá là ok ha. Sau đó thì mình sẽ tùng Dustball đi. Nếu mà mình chinh phục thành công Charizard này á, thì sắp tới, ví dụ mà mình có đá Mega các bạn, thì mình sẽ cho Charizard này giữ ha. Ui, kế bên còn có boss nữa kìa. Trời ơi, cái dùng hoa hướng dương buổi tối này cũng nhiều thứ phết đó các bạn ơi. Kế bên hình như còn có cái nhóc nhện nhện đang chuẩn bị cà khẹ mình hay sao cả, đứng kế bên luôn. Thủ thế sẵn rồi kìa các bạn. Trời đất ơi. Ây da, nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa chinh phục được Charizard nữa. Có vẻ là Charizard cũng rất là cọc tính nha. Không dễ dàng mà dụ về đội được đâu các bạn ơi. Nhìn cái mặt là biết rồi. Kìa cái mặt ngầu ngầu kìa. Ủa đây nè. Lì thì cũng về đội anh thôi. Let's go. Ồ, mình biết ngay mà. Cái nhóc nhỏ nhỏ này khiêu chiến mình luôn nè các bạn. Thôi, tiện nhóc đó đi một đoạn á. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến thẳng tới chỗ của boss ở đằng này. Wow, đây là boss Binsir các bạn ơi. Nhóc bỏ. Nếu vậy thì mình có nên cho Charizard mới về đội mình ra trận luôn không? À mà thôi, mình có Charizard God mà nhờ. Đúng đúng đúng. Heo này mình sẽ cho Charizard God gã trận á. Ừ, play please coi. Kìa bóng, ui hên hên hên. Charizard dẫn chỗ nổi các bạn ơi. Và phản đòn. Wow, Charizard hơi bị nóng tính nha. Tiếp tục nào. Ây da, không kịp không kịp các bạn ơi. Vậy thì tới lượt Zacian. Mới về đội nên là mình sẽ cho Zacian thể hiện nhiều nhiều xíu ha. Thử tấn công coi. Ây da, hơi khó hơi khó. Ma Shadow thì sao ta? Có thể counter được không? Chuẩn bị. Counter thành công các bạn ơi. Nice. Dẫn chiến thắng được boss Binsir các bạn à. Và mình còn được Lustrious Orb nữa kìa. Wow, một thứ cực kỳ xịn về sao luôn á các bạn ơi. Nice. Trời thì cũng sắp sáng rồi kìa các bạn ơi. Ok ok, thời điểm thích hợp nha. À, chúng ta quên nữa, Bonita. À, đây là Galarian Form các bạn à. Wow, báo sao nhìn em có hình dạng hơi lạ lạ ha. Đây là hình dạng bình thường nè. Còn Galarian Form thì không mang hệ lửa mà em sẽ mang hệ siêu linh. Ok, cũng được, cũng được. Em mới về đội nên chắc là mình sẽ cho em một cái XP share để cải cấp cho mau hơn ha các bạn. Và trời thì đây là lúc bình minh đúng không? Thì không biết có đủ may mắn để gặp hay không nữa các bạn ơi. Tại vì tất cả chỉ là xác suất thôi á. Nhưng mà mình mong thì sẽ là có ha. Pokemon mình cần tìm đã xuất hiện. Đợi từ sáng cho tới xế chiều luôn mới gặp các bạn ơi. Ôi, không không, mới xuất hiện thôi chứ chưa gặp các bạn ơi. Cosmog đâu ta? Ý, ế. Trời, còn chủ động khiêu chiến mình nữa. Wow, vậy là muốn về đội của mình lắm rồi nè. Ok. Với nhóc này thì mình sẽ tôn level bond á. Tại vì Cosmog chỉ mới cấp 15 thôi các bạn ơi. Để coi coi, được không? Được không? Được luôn. Trời, quá đã các bạn à. Ê, thành công rồi. Mình không ngờ lại nhanh tới như vậy luôn á. Ok, tạm thời thì mình sẽ cho Venusaur vô trong ha, để đưa Cosmog ra và cài cấp cho Cosmog các bạn ơi. Đây, gắn liền cái XP share vô người Cosmog nè. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần làm đó chính là cài cấp thật là nhanh chóng thôi. Để coi nè. Chắc là mình sẽ lên núi. Ừ, tại vì thường cái ngọn núi nó sẽ hay xuất hiện boss lắm các bạn à. Sẵn tiện kiếm thêm mấy cái XP share đồ từ boss rơi ra luôn ha. Đã có boss xuất hiện luôn rồi. Medicham.
Wow, đây là boss cấp độ legendary luôn á các bạn ơi. Ê, với kèo này mình sẽ thử cho sắp ai hôm qua mình gắn đá mega ra trận thử hết các bạn. Kèo căng đầu tiên cho sắp ai đây. Trước tiên là mega cái đã. Medicham thì vẫn đang rất là bình tĩnh kìa các bạn ơi. Và ui, one shot sắp ai luôn rồi. Yêu, tới lượt Zacian Sonic của mình thì sao? Hiểu rằng mình quá vẫn trụ được một hit các bạn ơi. Và đây rồi, phản đòn, phản đòn. Tiếp tục nào Zacian. Ê, ui da, nhưng mà có vẻ lượng máu đang không ổn lắm các bạn ơi. Sao mình nghi quá. Cố lên Zacian. Gọi, với cái đà này thì khó mà chiến thắng nổi các bạn ơi. Mình không còn nhiều sự lựa chọn lắm. Thôi chắc mình phải đưa kill ra ra thôi. Để coi có kịp Hydro Pump hay không. À, ui, không sao. Kill Rare Baby gánh tem các bạn ơi. Nice. Đây là boss legendary nên là sẽ rất là nhiều kinh nghiệm rơi ra đây. Đồng thời mình sẽ được đá mega của Medicham nè, Ice Blade và một cái thẻ đỏ. Ok. Ở đây còn có Minior. Wow, mình sẽ cho Bonita của chúng ta ra trận thử ha. Ok, tấn công cũng tốt đấy Bonita. Ui, trời ơi, nhóc này chơi bài tự quỷ kìa. Ê, kỳ cục kẹo vậy. Không về đội thì nói, có đâu mà chơi tự quỷ trời. Lầy lội thôi chứ. Ở đầm lầy cũng có boss xuất hiện rồi nè. Ui, nhưng mà bữa nay mình còn gặp boss legendary không vậy ta? Đây là Swamper. Thôi được, mặc dù đói hơi căng nhưng mà không sao. Với sức mạnh của Kill Rare Baby, chúng ta phải đặt niềm tin vào ẻm thôi các bạn ơi. Ui da, trời ơi, động đất ghê vậy. Kill Rare cũng đã ráng phản đòn các bạn ơi, nhưng mà chỉ kéo được hơn 30% máu thôi. Căng đầy, hồi nãy mình ỉ y quá. Mình không có đổi đội hình các bạn à. Vẫn đang dùng đội hình cũ. Ui xong rồi. Đã tới lúc để cho Venusaur gánh tem rồi các bạn ơi. Bữa giờ ít khi Venusaur ra trận đánh boss với mình lắm. Để coi. Hey. Ui da, trời ơi, chưa kịp tấn công nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Đó là lý do mà mình đang tìm đá mega cho Venusaur các bạn ơi. Tội nghiệp em. Leaf Storm thử coi. Kịp không? Cố lên Torterra. Đấy nè. Chính xác là như vậy. Có vẻ là Torterra đang gánh tem giúp mình. Một xíu nữa. Ui, hồi nãy mình dùng Leaf Storm là nhiều khi thắng luôn rồi. Mình chủ quan quá các bạn ơi. Ô không sao, em vẫn trụ nổi với ba máu kìa. Đây nè. Nice. Wow, được một viên mega của Swamper đã đành, mà còn được thêm XP share nữa. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quay bữa nay Torterra gánh tem nha. Được lắm người bạn to con của mình. Ở đây có Merkle khiêu chiến nữa nè. Trời ơi, sao mấy Pokemon nhỏ nhỏ hay khiêu chiến Kill Rare Baby của mình cực các bạn ơi. Không hiểu luôn. Bộ nhìn mặt ẻm gợi đòn lắm hay sao vậy? Ồ cũng đúng, tại mặt quá là cute mà. Nani, Rayquaza xuất hiện trong một cái đen các bạn ơi. Nhưng mà khoan, cái đen đó ở đâu? Ê, có cái nào là cái đen đằng kia không? Chỉ có một cái này phát sáng thôi các bạn. What? Chúng ta có cơ hội đánh nhau với Rayquaza nhưng mà ở trong đen các bạn ơi. Lựa chọn ai đây? Gà chôm chăng? Đúng rồi, gà chôm hôm bữa mình mới gắn cái răng của rồng vô các bạn ơi. Hơi bị khỏe luôn. Năm sao các bạn à. Huyền thoại đầu tiên mình đánh nhau trong đen nè. Để coi. Ui, Rayquaza đã Dynamax lên rồi các bạn ơi. Trong cậy hết vào gà chôm đấy, cố lên nha gà chôm. Duo chop. Yêu. Để coi. Kéo được gần 40% máu các bạn ơi. Và coi cái thanh khiên kìa. Còn tới 2, 4, 6 nấc lận. Cố lên đồng đội, phá nhiều khiên đi. Thôi xong rồi, chiến này thì toàn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đồng đội mình cũng Dynamax lên nữa kìa. Được rồi chứ. Đúng rồi, còn một lúc khiên thôi. Yes, cơ hội nha, gà chôm. Đổi sang Dragon Rush thử xem.
tấn công nào. Ui, không kéo rỉa được nhiều lắm các bạn ơi. Hả? Lại còn bật thêm lớp khiên nữa. Rồi luôn rồi, chiến này thì khó lòng mà đánh bại được. Ray qua xa quá. Cố lên nào, cố lên nào. Đồng đội của tôi. Sao nhìn đội hình của mình toàn vậy các bạn ơi. Đội hình chiến đấu của đồng đội mình kìa. Snowlet, Togepi, Maractus đồ. Cố lên đi. Chúng ta vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Chỉ còn 26% máu nữa thôi. Đúng rồi. Còn hai lớp khiên nữa hả? Phá đi nào đồng đội. Một lớp. Rồi xong rồi. Một cái nữa thôi. Ra chơm tấn công đi. Yes. Knock out được Rayquaza rồi. Nice. Trời ơi không ngờ. Hôm nay lại còn đánh nhau với Rayquaza trong đen nữa các bạn ạ. Và với Rayquaza thì các bạn nghĩ nên dùng Ultra Ball hay là Fast Ball? Ủa mình còn Fast Ball không ta? Ở đây 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 còn. Ây da, ăn thua khúc này nè, khúc này nè các bạn ơi. Được hay mất là tại khúc này. Mình thất bại rồi. No. No no no. Đánh nhau thắng là một chuyện, nhưng mà chinh phục được hay không là lại là một chuyện khác các bạn ơi. Ủa? Ok. Từ. Ở đây là Pokemon. Oh. Grimoran Unite các bạn ơi. À. Một Pokemon hệ bay với cả làm hệ nước. Pikachu rồi. Ra đi cưng. Hôm qua mới được mình gắn cục 500 nữa các bạn ơi. Nên là bây giờ chắc Pikachu đang mạnh lắm đây. Ê. Ôi trời ơi. À. Trời ơi quên nữa. Mình phải rỉa máu chứ ai về em chơi em giật một. Em giật cái em kia đi luôn rồi. Mình quên cái vụ. À. Ây da, mình bất cẩn quá. Ở đây lại có một cái đen khác các bạn ơi. Một Pokemon nhìn rất là cơ bắp luôn. Thôi được, kèo này mình sẽ cho Venusaur của mình ra trận ha. Mà chót để coi. Ồ, dính một đoạn rồi kìa. Nửa cây máu các bạn ơi. Xong phim luôn. Wow, rất là nhanh á. Ok, mà chót nhìn cơ bắp đấy. Để coi có chịu về đội mình không đây. Ý, được nè. Trời, hồi nãy thu phục Rayquaza không dậy đi. Thiệt luôn. Nhưng mà không sao các bạn. Mình có thêm một Pokemon đã được ăn kẹo Dynamax rồi. Đó, cấp độ 6 ha. Cũng tương đối tốt. Wow. DNC. Quầy, boss này căng á các bạn ạ. Với kẹo này, mình sẽ cho á thần Tyranita của chúng ta ra trận. Sáng tới giờ không có được ra trận xíu nào hết các bạn ơi. Mega trước đây, lấy lợi thế ha. Và để coi. Quan trọng là Tyranita có bị one shot hay không nè. Hồi hộp quá các bạn ơi. Ừ, không sao. Tyranita ổn và ơ động đất à. Đây nè. Hơn 30% máu nha. Ngon, tiếp tục nào Tyranita. Ơ động đất à. Sắp rồi các bạn ơi. Đi rồi. Tyranita gánh tem các bạn ạ. Chuẩn bị. Hay du. Sọng luôn. Bonita được hưởng kinh nghiệm và liên tục học được kỹ năng mới nè. Trời ơi. DNC cho mình quá trời kim cương luôn. Đá Z. Cũng Ma Shadow. Wow. Thêm kẹo các thứ nữa. Ý. Bonita cũng đã tiến hóa rồi. Yay. Chuẩn bị. Đón nhận hình dạng mới của em thôi các bạn ơi. Wow. Coi kìa. Trời ơi, có mồm và cái sừng như unicorn như đó các bạn ạ. Bây giờ em đã là Rabidash rồi ha. Quá tuyệt vời luôn em ơi. Cưỡi Rabidash coi. Ồ, cái sừng nhọn chứ cơ. đã. Ê, phía bên này mình còn thấy Pokemon rắn đá nữa các bạn ơi. Được rồi chứ. Rồi. Mới tiến hóa đúng không? Cho Rabidash ra trận luôn. Để coi Rabidash quẩy như thế nào đây. Ây da, chưa gì đã bị ăn đá rồi. Tấn công nè. Cậu rỉa máu tốt đấy. Rồi lần này thì chúng ta sẽ chinh phục Onix luôn á. Tùng Heavy Ball đi. Mình nghĩ em rắn đá này cũng khá là nặng các bạn à. Được luôn. Ê, ok, quay sẽ vậy. Ok, sau vài lần thử thì Onix cũng đã về đội. Ba đây rồi. Cuối cùng
Cosmos cũng đã đủ level để tiến hóa thành dạng tiếp theo các bạn ơi. Tuy nhiên thì đây vẫn chưa phải lúc để mình có thể nhờ vào Cosmo em được ha. Bây giờ em sẽ là Cosmo em. Ok. Bước tiếp theo mình cần phải luyện cấp cho Cosmo em thêm một chút nữa cơ. Nếu như trận chiến này Tyranita chiến thắng thì nhiều khả năng Cosmo em sẽ đủ kinh nghiệm và tiến hóa ở dạng cuối cùng nữa các bạn ơi. Cố lên Tyranita, trông cậy vào cưng hết đây. Đây nè. Một lượt nữa thôi các bạn ơi. Kết thúc nào. Vậy kia kìa, Cosmo em chuẩn bị tiến hóa rồi. Để coi nào. Đây 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 các bạn ơi, đúng lúc bây giờ đang trời tối luôn. Và bây giờ Cosmo em sẽ trở thành hình dạng cực kỳ ngầu, mang tên Lunala các bạn ạ. Yeah. Wow. Không ngờ hôm nay đã tuyệt vời như vậy á. Trong lúc tìm hố Ultra Beast gặp được Zacian, bây giờ thì còn tiến hóa Cosmo em trở thành Lunala nữa. Quá đã luôn. Và với sự xuất hiện của Lunala thì mình có thể nhờ em ấy tạo ra cái hố Ultra Beast được các bạn ạ. Đó, đây nè. Wow, rất là bá đạo ha. Đồng thời còn có năng lực dịch chuyển nữa cơ. Để mình coi coi dịch chuyển sao. Ủa, dịch chuyển xong mình muốn tàn hình luôn các bạn ạ. Ủa, mình tàn hình thiệt luôn rồi. Ơ kìa. Ôi no. Trời ơi, dịch chuyển xong muốn ngò luôn. Ê, em dịch chuyển mình về nhà các bạn. Wow, năng lực này hay nha. Nice. Nói chung, cái vía xui xẻo của mình mấy bữa nay đã được xóa bỏ trong ngày hôm nay rồi đó các bạn à. Và trong ngày hôm nay các bạn ấn tượng với Pokemon nào nhất? Còn mình thì mình ấn tượng với Zacian Fusion kết hợp với Sonic nhất đó các bạn. Mình có cảm giác là ở cái dạng này thì có vẻ là Zacian sẽ mạnh mẽ hơn đó các bạn à. Và các bạn thích Zacian ở cái dạng bình thường hay là thích cái dạng kết hợp với Sonic này hơn? Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. À, bạn nào có nhu cầu app Roblox, Lovefruit hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Pokemon siêu cấp. Thế giới Ultra Beast đang chờ đợi chúng ta cùng với Pokemon khám phá đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.